Nhiêu, và cái video này thì em Vinh sẽ hướng dẫn mọi người cách phân biệt cái hàng tươi nấm đông trùng hạ thảo, cái loại có hạt chất cao và cái loại có hạt chất thấp, nó khác nhau ở điểm nào. Thì trên tay của em Vinh là hai hộp, đúng không ạ? Một bên là hộp chất hạt chất cao, một bên là hạt chất thấp. Thì em Vinh sẽ mở ra cho các thành viên xem ha. Thì đây, cái sợi nấm của cái hàng hoạt chất cao thì nó to và khỏe hơn, và nhìn cái đầu nấm thì nó tròn hơn, đúng không ạ? Còn cái hàng hoạt chất thấp thì mình sẽ cảm giác nó khô hơn, đúng không ạ? Và cái sợi nấm nó mỏng hơn, đồng thời cái đầu nấm nó nhọn hơn. Và ở trên thị trường hiện nay á, thì các thành viên biết là đa số là bán cái hàng hoạt chất thấp. Bởi vì sao ạ? Cái hoạt chất cái hoạt chất ở trong nó rất là quan trọng nha tình yêu, là đó là cái tỷ lệ cái chất dinh dưỡng nó cao hay là nó thấp ạ. Khi mà uống vào thì hai cái hàng này nó khác nhau như thế nào, thì vì cái này là hàng hoạt chất cao thì nó sẽ có cái mùi nó hơi hăng hơn một chút, nhưng mà về cái hàm lượng dinh dưỡng của nó sẽ nhiều hơn, đúng không? Còn cái hàng hoạt chất thấp này thì cái hàm lượng dinh dưỡng của nó sẽ không có bằng, đồng thời thì cái vị nấm nó sẽ ngọt và nó thanh hơn nha các tình yêu. Nên là khi mà uống thì thật sự mà nói uống mà dễ hơn thì là cái dòng hoạt chất thấp dễ hơn, nhưng mà gọi là bổ hơn và mua lợi hơn thì các tình yêu nên lựa chọn cái dòng hoạt chất cao, bởi vì thêm không bao nhiêu tiền cả, nhưng mà cái lợi ích, cái hiệu quả sử dụng nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Các tình yêu biết không, ở ngoài thị trường hiện nay cái sản phẩm toàn là bán sản phẩm có hoạt chất thấp thôi, đúng không? Không có hoạt chất cao đâu, tại vì cái giống của hoạt chất cao nó rất là mắc đó, nên là không phải là ai cũng có cái công ty nào cũng dám nhập về để mà sản xuất. Như đơn vị ở bên nhà em thì sản xuất và phân phối, và thậm chí là kiểu là mình làm cái sản phẩm để mà gọi là sản phẩm gia công á, cho các cái công ty khác, họ có thể là nhập cái giống của mình, nhập cái sản phẩm của mình về và họ đóng cái bao bì của họ luôn, nên là cái sản phẩm mà bên em cái giá thành rất là rẻ luôn, đúng không ạ? Và mọi người nhé, khi mà mọi người sử dụng nè, thì mọi người lưu ý cho em, đối với cái hàng hoạt chất thấp thì mọi người một lần mọi người sử dụng, mọi người sẽ sử dụng tầm 15 sợi ha, tầm 15 sợi để mà đủ lượng cho một người lớn á, thì một ngày mình sẽ dùng 15 sợi, một ngày 15 sợi mình pha trong tầm 200ml nước đó, uống sáng và uống tối. Đồng thời á thì sản phẩm có hoạt chất cao thì các tình yêu sẽ sử dụng tầm 10 sợi thôi, cũng trong vòng tầm 200ml nước, và mình cũng uống sáng và tối luôn ha các tình yêu ha. Ok đó,